dạng một cái cảnh trong một cái phim rất là hoành tráng và rất là nhiều cả những ngôi sao điện ảnh của Việt Nam. Đó, đây đang chuẩn bị thoại. Nè, kể từ giờ phút này đổ đi, mẹ yêu cầu con không được tiếp cận thằng Phát nữa, không được chúng giao lưu qua lại với nó nữa, nghe rõ chưa? Bật là cắt máy đúng không? Chưa, còn tí nữa nha, giữ đó. Qua lại với thằng Phát rõ chưa? Rồi bên kia Hạnh nói. Bên kia Hạnh là tại sao con với anh Phát quen nhau có ảnh hưởng gì đâu? Sao lúc nào mẹ cũng hiềm khích với cô Oanh vậy? Rồi ghét lây qua anh Phát luôn. Nếu mà không có ảnh khích thì cái tiệm neo mình nó phá sản từ lâu rồi kìa. Đó. Xong nó bỏ nó đi đó. Happy. Mẹ chưa nói chuyện hết với con. Mẹ chưa nói chuyện hết với con mà. Ông Trí cầm máy nè, nó giận bỏ đi rồi. Đợi khi nào nó ngu nguôi rồi tôi lựa lời tôi nói với nó cho. Cô bình tĩnh đi, sao được? Bình tĩnh sao được mà. Cô bình tĩnh đi cô. Con Happy nó đòi qua lại với thằng Phát. Con bà quán. Đâu cái câu đầu của em là chú Trí nói đúng rồi chứ. Chưa. Trời ơi nó tốt sao lắm. Sao cô không tức được chứ? Rồi cầm nói chuyện ông Trí tiếp. Chưa. Tôi nói rồi đó. Anh mà thấy nó đi với thằng Phát, chặt chân nó trói lại cho tôi. Tôi dặn anh lần cuối cùng nghe hả, mà anh thấy nó đi với thằng Phát là anh chặt chân nó cho tôi, trói tay trói chân nó, hiểu không? Chia ra từng khúc cho tôi nó nghe chặt nó cô quá. Cái này là cô quá lắm rồi đó. Người ta trai chưa vợ, gái chưa chồng. Sống gần nhau xa cha mẹ. Sống gần nhau mà xa cha mẹ, có đó người ta phát sinh tình cảm là nảy sinh là bình thường. Thời buổi bây giờ. Thời buổi bây giờ hả, nó lẹ lắm. Sáng nó vừa gặp nhau chưa nó giảng la là tối nó thành vợ chồng rồi đó. Chứ đâu mà có cái kiểu mà cái kiểu cha mẹ đặt cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ai xưa mà... rồi xưa, xưa rồi. Rồi xưa rồi Diễm ơi. Rồi con nói vậy là sao, ý nó cô ép con nói vậy là sao? Ý con nói cô là cô ép của cô đàn áp con Happy nhà cô hả? Coi như ông Trí nè, ông Trí nè, dạ chưa ông Trí nó nè, thằng Phát nó là người tốt không? Dạ nó phải nói một lần nữa nè. Dạ không phải vậy đâu. Dạ không phải vậy đâu, nói chuyện là Không phải vậy đâu cô. Lại từ đây cho dễ lộn nè. Tại vì ý nó cô ép nè. Ý con nói là cô ép của con Happy nhà cô. Không phải vậy đâu. Đến. Chuyện là vậy nè. Shut up. Cầm lên ông Phát. Bị diễn biết trước đấy. Ông Phát nó là người tốt. Nó thấy tình tiệm neo mình không ổn, nó qua nó giúp mép đi. Nếu vậy đi, ông nói tiếp đi. Phát nó là người tốt, nó thấy tình hình tiệm nail bên mình không ổn, nó qua nó giúp con Happy. Chị thông cảm với nó thì thôi, thì bây giờ tôi thấy chuyện cũng quá rồi đó, chụp máy, tôi quá rồi đó. Chú, đúng rồi đó, quá, con thấy chú nói rất là chính xác, ok chú. Ý kiến chú, mấy người. Trời ơi, tôi thấy bây giờ mấy người ai cũng rời xa tôi hết á. Trời ơi, đều là phản tôi hết là sao? Kể từ bây giờ nè. Tôi tuyên bố với mọi người. Ông nhìn đi ông Trí, đây nè, tôi tuyên bố với tất cả mọi người. Dưới biển, dưới sông, với tất cả những người bơi lội ở dưới kia nè, tất tần tật mọi thứ. Ai mà đứng kế bên thằng Phát ủng hộ nó, ủng hộ cho nó đều là kẻ thù của tôi, đều là kẻ thù hết nha. Chí lùng muốn bắt bự rồi chả cắt bớt à, là giật luôn á. Cô chưa, không phải gì đâu, cô. Chuyện là gì nè, chưa giật, không, quay qua, muốn bữa. Kể cái mày nữa. Không phải gì đâu, chuyện là gì nè. Không phải gì đâu. Đến. Không, cúp cái máy xong, không được, muối bự, không cắt bớt rồi đó. Cắt bớt rồi, kể mày nữa. Đó, không phải vậy đâu. Không phải gì đâu. Kể cái mày nữa, mũi nó sửa hơi bị cao đó. Không phải gì đâu. Đến. Chuyện là gì nè. Em phải ngắt rồi làm đâu. Chuyện là gì nè. Shut up, đưa đây. Rồi, cái túi nè. Đi, bước theo, đứng lại. Đứng là đứng nha. Bà đứng là em đứng nha. Tao nói mày nha con Phai, mày không, tao nói với mày biết một lần nữa nha Phai, mày mà đi theo tao á, một bước là những gì không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Rồi đi luôn. Đó, không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Chuyện là vậy nè. Sao tự nhiên cô đưa con ra biển rồi xong rồi cô đem con bỏ chợ